Hàng trăm hecta đất lúa ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận được các đầu nậu mua lại từ người dân để đào đất sét bán cho lò gạch. Việc khai thác đất này không được cấp phép, nhưng hàng chục xe ben vẫn ngang nhiên chở đất lưu thông trên tỉnh lộ 720. Theo ghi nhận, hàng chục xe máy cuốc liên tục đào bới trên cánh đồng lúa nằm sát hồ Biển Lạc thuộc địa bàn xã Gia An. Đất sét nhanh chóng được chất đầy lên hàng dài xe ben đợi sẵn. Khi xe này vừa lăn bánh hướng về các lò gạch thì lập tức có xe khác thế chỗ để chở đất. Đến 12 giờ trưa, đại công trường đất sét lậu vẫn nhộn nhịp xe ra vào. Còn tại khu vực cầu treo cũng thuộc xã Gia An, dàn xe cuốc xe ben hoạt động nườm nượp, nhiều ruộng lúa đã biến thành ao hồ khổng lồ. Tại đây, sau khi cạp hết lớp đất sét bề mặt khoảng 1,5 mét, các đầu nậu đưa tàu hút cát công suất lớn tới để khai thác. Cánh đồng lúa hàng trăm hecta trù phú ngày nào giờ đây hiện ra chằng chịt những vết loang nham nhở, bụi mù mịt. Diện tích trồng lúa bị thu hẹp từng ngày. Một người dân địa phương cho biết, trước đây đầu nậu tập trung đào đất sét quanh hồ Biển Lạc. Sau này khi nguồn đất sét cạn kiệt, họ bắt đầu thu mua lại diện tích đất lúa trong dân để tiếp tục lấy đất hút cát. Những nơi đào bới ngổn ngang, ruộng biến thành ao hồ thì sau khi xe cuốc rút đi, nhà nông không thể canh tác lúa nữa. Thực tế do được đầu nậu trả giá cao nên nhiều nông dân đã bán ruộng, vô tình tiếp tay cho đầu nậu phá nát cánh đồng với tốc độ chóng mặt. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.